không phải mình thì nhiều người không ăn cay nhưng mà chỉ ăn cay một vài ngày trong tháng. Lúc đầu thì họ sẽ ăn cay buổi sáng buổi trưa gì đó, sau đấy là họ có thể ăn mặn, thì như vậy các bạn đang phạm tội hay không? Rồi cái nhiều trường hợp là nhiều người theo đạo có thể rất là kiêng cử rất là nhiều thứ như là không được dùng kiến ăn mặn để ăn chay, kể cả que trụ nước sôi. Rồi biết vì những điều đó họ quét tán họ kinh những người làm sai, thì như thầy đó là đúng hay sai? Đó là một quan niệm ăn chay thái cực, không phù hợp với tinh thần Phật dạy trong các kinh. Mục đích của việc ăn chay đó là để nuôi dưỡng và phát triển lòng từ bi và tôn trọng cái quyền được sống của các loài động vật yếu kém hơn mình. Ngày nay đó, dưới sự phát triển của môi trường học, chúng ta thấy là mỗi một pound thịt đó, tức là 450 gram thịt được cung ứng vào thị trường thực phẩm mặn đó, thì bầu khí quyển này sẽ bị tống khứ vào 280 kg carbonic, và yếu tố đó dẫn đến cái hiệu ứng nhà kính và hầm nóng toàn cầu. Ngoài ra đó, để phục vụ cho cái công nghệ thực phẩm mặn thì ta phải liên hệ đến chăn nuôi, mà muốn chăn nuôi thì người ta phải phá rừng nguyên sinh để trồng các cái loại thực vật phục vụ cho chăn nuôi, cho nên nó dẫn đến ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí. Công nghệ thực phẩm mặn đã làm cho trái đất này nóng hơn, và nếu không ngừng lại nó bằng cái sự tiết chế trong ăn uống đó, thì theo Phật giáo đó là hành tinh chúng ta rất khó có thể tồn tại lâu dài đâu. Cho nên dưới góc độ này đó, thì những người ăn chay đó theo đạo Phật đó được xem là anh hùng môi trường một cách rất là tình cờ và cũng rất là có ý nghĩa. Khi mà mình ăn chay đó, thì ăn chay quan trọng là cái tâm của mình, chứ không phải là cái chén đó chứa thực phẩm mặn, mùi tanh hôi của đó thì mình ăn không được. Đó là chấp vào sự ăn chay mà chưa hiểu rõ được cái nội dung và ý nghĩa của sự ăn chay. Và những người chấp như thế đó thì họ làm việc gì có mặt ở đâu cũng làm cho người khác mệt mỏi theo. Còn người tu học Phật đó là phải rũ bỏ những cái chấp trước, những cái điều không quan trọng, thậm chí nó có quan trọng đi nữa cũng không có quan trọng hóa nó, để cho cuộc đời mình nó trở nên thanh thản, thoải mái, và cái quan hệ xã hội dân sự giữa chúng ta và những người khác đó cũng theo đó mà trở nên tốt đẹp. Cho nên nói cách khác đó, để ăn chay đúng chuẩn đó, thì theo đạo Phật đó, chúng ta không nên ăn các thực phẩm chay giả mặn. Vì ăn chay đó là để phát triển lòng từ bi. Chay giả mặn thì cái mùi đó là mùi mặn, và hình thù của thực phẩm chay đó là đùi gà, đùi vịt, rồi con tôm, con cá, con cua, thì cái hình ảnh đó nó là đang nhai các con vật mặn bằng thực phẩm chay, do đó nó hư cái tâm của người ăn chay, do vậy ăn chay đó là không tốt. Thứ hai đó, bất cứ thực phẩm chay nào mà trải qua cái chế biến đều không tốt cho sức khỏe. Đạo Phật khích lệ ăn chay bằng các thực phẩm tươi sống mà, hoặc là mới nấu là ăn liền, chứ không phải qua cái công nghệ chế biến đó. Do đó ăn chay đơn giản nó gần với thiên nhiên, vừa hỗ trợ cho sức khỏe, sắc đẹp, rồi bền vững và nhiều yếu tố cao quý khác. Hoa Kỳ là nước hiện nay có 10% người ăn chay trường, tức là phá kỷ lục so với phương Tây. Còn Ấn Độ thì có khoảng 600 triệu người ăn chay trường từ thuở mới lọt lòng. Đó là cộng đồng người ăn chay trường lớn nhất toàn cầu, vì họ thấy được cái yếu tố sức khỏe trong ăn chay, họ thấy được cái giá trị đạo đức và tâm linh trong ăn chay, nhưng họ không chấp vào những cái vặt vãnh như là chén đũa của thực phẩm mặn để không làm rối loạn tâm của họ và không làm phiền ở những người khác. Còn tu á, thì theo Phật giáo không phải là tu tại tâm. Cái giới từ ở đó hay là chữ tại đó là cần phải bỏ đi, tu tâm, dưỡng tính để thay đổi các hành vi, thay đổi lối sống từ tiêu cực sang tích cực, từ khổ đau thành hạnh phúc. Còn tu ở tâm á, là không thể tu được. Phải tu tâm chứ không thể tu ở tâm. Tu á, thì đâu phải có không gian rõ ràng. Cũng giống như học á, là phải học ở trường, học ở thư viện,
hay là ở nhà, chứ không phải học ở tâm. Thì tu cũng như thế, thì nhiều người không hiểu được đạo Phật đó, họ cứ nói đơn giản là tôi tu ở tâm cho nên tôi không cần đến chùa, tôi không cần là đọc kinh, tôi không cần phải nghiên cứu triết học đạo Phật, không làm gì hết, chỉ cần ở trong lòng thôi. Rốt cuộc rồi đó là họ đứng yên tại chỗ và không có thay đổi được tâm tính, cố chấp, thậm chí dân gian thường biếm nhẹ họ là miệng Nam Mô Phật mà bụng chứa bầu dao găm, là ám chỉ cho những cái thành phần tu cố chấp và tu sai, hiểu sai về minh triết của đạo Phật, cho nên dẫn đến cái hậu quả rằng là bản thân họ đã làm cho người khác hiểu sai về đạo Phật, và thái độ tu như thế là nên tránh. Xin yêu coi các.